Phạm Đồ đây cùng đặt chân chân quý vị trở về hốt trường tiệc cưới của gia đình họ nhà gái chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Và lời nói đầu tiên cho phép MC Nguyễn Như cùng như là Khánh Huyền gửi tới toàn thể quý vị khách quý lời cảm ơn chân thành, lời kính chúc khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chiếc tay bài của mẹ tùy lòng hạt sườn không có những hồn đã việc tổ chức gì không tới lòng hở chủ lời của mẹ như là nà vẹn như khóc cầm chân không phụ tay tay phé liền vào chung các đồng phận tề bắc bầu riêng thì xếp sòng không xếp hạ sắc sòng tuần hoàng quan. Dù vâng kính thưa tất cả quý vị trân trọng và kính mến, quả đúng thật là yêu nhau mấy đứa góc trèo, mấy sông quốc nội mà mấy đèo anh cầu qua, yêu nhau chẳng quản ngại đường xa, dù không đi xe buýt ra ngàn ta đi đâu, và tình yêu đôi bạn trẻ ngày hôm nay cũng không phân biệt giàu nghèo. Và ngay giờ phút này chúng tôi không để cho quý vị phải đợi chờ lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng long lanh ánh nhìn của mình về phía cánh cổng hoa để cùng chào đón đôi tân lang tân gia nhân đẹp nhất dạng người nhất trong buổi trưa ngày hôm nay sẽ trở về trung tâm sân khấu tình yêu để ra mắt diễn kiến toàn thể quý vị. Xin chào tổng kính mời hai em. Học có nhiều hộ phú có mi lô chai em nay có mi lô nhìn sang một đi cơ ba mở học có hoặc mà mưa đi bếp chân cơ ba mở phú ra tới lại có lẽ thiếu các sân khấu cơ ba tươi năng bó lẽ sớm ơi thay mặt cho đại gia đình xin được trân trọng kính mời song thân phụ mẫu của cô dâu và chú rể dạ vâng và bên phía phái đoàn họ nhà gái đó chính là ông Ngân Văn Tâm và mẹ cả dạ vâng ạ. Về phía phái đoàn họ nhà gái xin trọng kính mời Vân Hoa và mẹ là Cà Thị Tiên xin lỗi toàn thể quý vị sẽ cùng tay trong tay trở về sân khấu tình yêu để ra mắt diễn kiến toàn thể quý vị cùng với hai con của mình đi ạ. Xin chào chồng kính mời phái đoàn họ nhà gái cùng với phái đoàn họ nhà trai sẽ trở về sân khấu tình yêu đi ạ. Ai phú em là ai phú tần ai anh còn thả em ai đã cảm ơn tay mà còn ta ai cớ cái nên đâu còn thả em xa cánh em ai có nên cái cớ cái nên bên mông không đông đầy tình mẹ, mái trời đồng lộc không phủ kín công cha, tần tảo dấu vốt mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm tất gầy cha che chở đời con. Xin mời hai bên gia đình sẽ cùng trở về hai bên hai con yêu của mình. Dạ vâng như vậy là hiện diện trên tương tâm sân khấu của chúng tôi ngay lúc này đây là một đại gia đình hạnh phúc, một đại gia đình rất là tuyệt vời đúng không ạ? Và để gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến toàn thể quý vị. Sau sắc nhất định toàn đến toàn thể quý vị xin mời thông gia sẽ cùng trở về phía bên hai bước để cùng bắt tay nhau đi ạ. Sau lời mời phú già tàn nay chiếc bắt tay gắn để cho tình thông gia luôn luôn keo sơn bền chặt để là chỗ dựa vững chắc cho con từ nay về mai sau. Vâng rất là tuyệt vời, chúng ta có đầy đủ 100 rất lớn được không ạ? Cảm ơn toàn thể quý vị rất là nhiều. Dạ vâng kính thưa toàn thể quý vị trân trọng và kính mến, quả đúng thật là yêu nhau chẳng quản xa gần, cầu không tay vịt cũng lần mà sang, yêu nhau chẳng quản lầm than, đá vàng cũng quyết mà phòng ba anh cũng liều. Đúng là yêu và được yêu là niềm vinh hạnh của mỗi con người chúng ta, và khi yêu hai trái tim sẽ hòa chung cùng một nhịp đập, và hai bạn cũng về thường với mẹ cha đồng ý cho ta lấy mình về thường với gia đình đồng ý cho mình lấy ta, vui mình rồi lại vui ta, đẹp duyên đôi lứa mặn mà tình yêu. Và thể người kể từ giây phút này đây, đôi bạn trẻ sẽ cùng chung cha chung mẹ chung bà chung ông chung luôn người đi tiếng về, ban ngày chung việc ngoài đồng, buổi tối chung chiếu chung phong chung màn, chung luôn lối nhỏ về nhà, chung con được nhỏ về nhà. Và kể từ giây phút này đây, tình yêu đôi bạn trẻ đẹp như áng mây hồng, đẹp như lửa ánh đèn lồng sánh đôi. Và quê hương Quỳnh Nhai chúng ta thường có câu nói rằng trong hoa đưa nở một ngày không bằng hạnh phúc đợi chờ tình yêu. Và ngay giờ phút này đây,
đây thì thứ bảy ngày 15 tháng 10 năm 2023 tại mảnh đất thân thương Trường Đông, xin lỗi toàn thể quý vị, bản Đông, xã Trường Quang, Quỳnh Nhai, Sơn La, tổng thắm được từ đây tình trao duyên mới của cô dâu Thu Cúc dành duyên cùng với chú rể và nghĩa, chú rể và nghĩa dành duyên cùng với cô dâu Thu Cúc. Dạ vâng, trước
nhấn là một vòng tròn tình yêu, không có điểm dừng cũng không có điểm cuối. Và ngày trước thì chỉ có nhấn vàng nhấn cỏ để trao cho nhau, và ngày nay thì có nhấn vàng nhấn bạc nhấn kim cương. Xin chúc mừng hai bạn, xin chúc cho cô dâu chú rể trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê, yêu nhau đến lúc đầu bạc răng long. Xin mời hai bạn sẽ trở về vị trí của mình đi ạ. Dù vâng, ngày hôm nay để cho con mình hạnh phúc hơn, no đủ hơn và ấm áp hơn, có một món quà đến từ đại gia đình sẽ cùng trở về tặng cho con, cho em của mình. Món quà hết sức ý nghĩa, món quà hết sức yêu thương. Dạ vâng, xin mời món quà đến từ gia đình cậu hiện trường ạ. Xin mời món quà xin cùng tiếp cận sân khấu để gửi tới cháu của mình đi ạ. Điều hốc trả lời lấy vấn lê ở Apa Lúc. Còn những viên trường lành danh hùng mắt đàn lốc phòng khóa ở lùa hờ lằn. Từ đường mở lấy xó các vườn chuôn. Hoa hậu cắn tốt chìa khóa vượt sườn nhớ vậy châu băng trên lại bầu phò mẹ ơi. Sau này các vườn tên lại phò mẹ Pinong. Giờ vâng, kính thức thầy quý vị trân trọng và kính mến. Rượu tượng trưng cho sự ân ái của tình yêu, rượu là mật ngọt của con tim. Xin mời cô dâu chú rể sẽ bước về phía bàn tiệc đang được chuẩn bị sẵn cho hai bạn để cùng khui ra chai champagne đầu tiên, để cùng rót rượu champagne. Xin mời hai bạn sẽ cùng tay trong tay trở về phía bàn tiệc đi ạ. Xin mời chú rể sẽ bóc ra chai champagne đầu tiên đi ạ. Cô dâu chú rể sẽ đứng về phía bàn tiệc đi ạ. Vâng. Chú rể bóc tem. Như kiểu bóc tem trái tim đầu tiên của cô dâu ấy chú rể. Như ngày đầu tiên bước vào trái tim của cô dâu cũng phải bóc tem đúng không ạ? Tán mái không đổ là như vậy đấy quý vị ạ. Chú rể sẽ bóc lắc nhẹ chai rượu lên ạ. Không bắn về phía khán giả, chú rể sẽ bắn lên phía không phạt nha. Vâng, rất là tuyệt vời. Xin mời các bạn sẽ cùng tay trong tay rót ra những giọt rượu hồng đi ạ. Dạ vâng, đúng là rượu hồng thì kết nghĩa phu thê, tình duyên thắm tròn ta về bên nhau, cùng chung bước đến mai sau, thủy chung thủy sắc màu tình yêu. Những giọt rượu hồng đang được chảy xiết, được ví như nước như mật ngọt, nước để tưới tiêu, mật ngọt để tô điểm cho cuộc sống từ nay về mai sau. Và chú rể thường nói với cô dâu rằng, dạ vâng, xin mời hai bạn sẽ cùng tay cho tay sắp hết giọt rượu hồng chăn rượu đầu tiên. Xin mời chú rể sẽ tiếp tục khui ra chai rượu trong anh thứ hai của mình đi ạ. Sẽ cùng rót ra phía dưới 6 chiếc ly và sẽ cùng rót lên tháp ly rượu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt chai rượu đi ạ. Rất là tuyệt vời đúng không quý vị ơi? Xin mời các bạn sẽ cùng rót ra 6 chiếc ly phía bên dưới đi ạ. Phần còn lại sẽ cùng rót lên tháp ly rượu. Rồi vâng, chú rể thường nói với cô dâu rằng em
mà em như một ly rượu đầy, miệng anh chơi nhất và lòng đã say. Nếu em là chén rượu cay thì anh sẽ uống để say suốt cả cuộc đời, và để say nhau suốt cả cuộc đời này. Thì xin mời cô dâu chú rể sẽ cùng tay trong tay dắt hết những giọt rượu hồng đi ạ. Dạ vâng, để say nhau suốt cả cuộc đời, để yêu nhau hết cuộc đời này. Thì xin mời cô dâu chú rể sẽ nâng lên mỗi người một ly rượu hồng và bước về giữa sân khấu đi ạ. Dạ vâng, bước về phía sân khấu đi ạ. Xin mời cô dâu chú rể chúng ta sẽ cùng quay mặt vào nhau để uống chén rượu ra bôi. Kim chén lâu nề áo cười khoe sáng hot áp bờ ăn vàng đồng án đồng ơi. Ta vàng đồng tài phiền phúc ai chết xóa mất rú hồng lòn đồng na. Ta vàng đồng tài phiền bòn ai có chết xóa mất rú hồng hồi. Ta vàng đồng tài phiền quẩy ai có chết xóa mất rú hồng vì. Ta vàng đồng tài phiền phì ai có chết xóa mất rú hồng lầm. Ta vàng đồng tài khó tầm ai chết biến phiền hòn. Tè na đồng lạ đồng xài sườn ai ơi. Ăn vào sòng quất nó nghỉ hợp cả liều. Khua phật tăng tỏ cỏ lăng nơ các phật tăng lăng. Ta vàng nà lén can các cúc có nhát sống nơ đồng lạ đồng xài sườn ai nơ. Bước ngắm sáng qua áo cưới ơi. Kiến chén lẩu mang cả chiếc bước ngắm sáng qua nọ. Sau này mới áo cưới cánh ngắm bảo chiếc kiến chén lẩu kiến mang tỏ căn. Sau này mới đồ ngân trong tất cả lớn lên quý vị ơi. Mắc tay vào nhau. Bấm đủ bóp mạng là dân xin mất nọ. Đúng rồi, chú dậy uống cái thơm không là say đấy. Tuyệt vời quá quý vị ơi. Dạ vâng, đúng là cảm đời yên ương. Thế non đèn biển rất là tuyệt vời được không ạ? Dạ vâng, cô giáo sẽ cùng chia cho chú rể một chút đi ạ. Chia cho chú rể một chút ạ. San sẻ tình cảm quý vị ơi. Dạ vâng, rất là tuyệt vời. Con chắc và lệ nhìn lầu có bất lông diệt thú. Lệ rú liều có bất lông diệt cổng cánh ơn. Cổng ngoài liền sức đán phút sùng. Cổng mê tành ó liền sức bó lầy lưng. Cùng lông ngon ngắm mà kính sắc bất hùa. Mức kháng này bó phùa như phủ phú bồng tè na. Sơn ăn sau này mới áo cưới treo sóng chén lẩu cầu hòm về môi ải tà em nay dù tăng say. Sau này mới áo bao treo sóng chén lẩu lành về môi ải tà em nay dù tăng hòa. Dạ vâng, xin mời cô ta chú rể sẽ nâng ly rượu của mình lên đi ạ. Mời hai bạn sẽ trở về vị trí của mình nhá. Xin mời đại gia đình chúng ta sẽ cùng trở về cùng ly vào nhau để dành những chú phúc để cho nhà nhiếp ảnh gia nhà camera ghi lại khoảnh khắc tuyệt vời đi ạ. Sau này mỗi chú ăn đau đi chạm chén sắp rằng bây ở quay phim chụp ảnh và bắt ta đi kỷ niệm. Dạ vâng quý vị ơi, mau lẩu mệt lâu à, mau năm bán thử qua sân khấu mini tè rộng rãi mết cớ và mẹ ơi. Và cái nhau cũng xin là phiền quý vị trong vòng 10 giây thôi. Chúng ta sẽ cùng đứng lên để uống với đại gia đình một chén rượu hạnh phúc, một chén rượu tuyệt vời được không ạ? Xin mời các chị giữ em.